Moleván kính chào quý vị, đang theo dõi bản tin cập nhật những diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý trên kênh The Show Post. Bản tin hôm nay có những nội dung sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong một động thái gây bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã bày tỏ sự sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với Ukraine dựa trên thỏa thuận Istanbul được thảo luận vào mùa xuân năm 2022. Tuyên bố này được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra vào tháng 9 năm 2024. Đây được xem là một dấu hiệu rõ rệt về việc Nga thay đổi lập trường trong cuộc chiến với Ukraine. Tuy nhiên, quan điểm của Ukraine về việc đàm phán vẫn giữ nguyên và cứng rắn. Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên các điều khoản đã được thống nhất và ký tắt tại Istanbul vào năm 2022. Ông nhấn mạnh rằng Nga không từ chối đàm phán, nhưng yêu cầu phải dựa trên những tài liệu đã được ký kết, chứ không phải những yêu cầu nhất thời. Đây là một bước đi đáng chú ý vì trước đây, Putin đã yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực bị chiếm đóng, bao gồm cả Crimea, trước khi có thể bắt đầu đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine phản ứng một cách nghiêm túc trước các điều kiện mà Nga đưa ra. Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên án những điều kiện của Putin là tối hậu thư. Theo ông Zelensky, việc Nga yêu cầu Ukraine công nhận các khu vực bị sáp nhập và duy trì tình trạng trung lập là hoàn toàn không thể chấp nhận. Ukraine khẳng định rằng việc Nga phải rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ chiếm đóng bao gồm Crimea là điều kiện tiên quyết để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào. Thỏa thuận Istanbul theo các tài liệu được công khai bao gồm các điều kiện như Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và không gia nhập NATO, nhưng cho phép nước này gia nhập EU. Ukraine cũng phải công nhận việc Nga chiếm đóng Crimea, mặc dù chủ quyền của bán đảo này không được công nhận ngay lập tức. Các bên cũng nhất trí rằng tình trạng của Crimea sẽ được xác định trong vòng 10 đến 15 năm sau thảo thuận và các điều khoản khác liên quan đến quân đội Ukraine và vũ khí sẽ được quy định rõ ràng. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, dù Putin đã thể hiện sự nhượng bộ trong các cuộc đàm phán, nhưng các điều kiện vẫn không đủ để đáp ứng yêu cầu của Ukraine. Việc Nga sẵn sàng đàm phán trên cơ sở thỏa thuận Istanbul cho thấy sự giảm bớt yêu cầu của Moscow so với các điều kiện trước đó, nhưng điều này chưa đủ để giải quyết chiến tranh một cách toàn diện. Trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và tình hình trên chiến trường vẫn căng thẳng, Ukraine tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Chính phủ Ukraine khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải bảo đảm sự rút lui hoàn toàn của quân đội Nga và khôi phục toàn bộ biên giới quốc gia trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Sự thay đổi lập trường của Putin có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong cuộc chiến. Nhưng việc điều chỉnh yêu cầu của Nga chưa đủ để làm lung lay quyết tâm của Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Áo ủng hộ thông điệp cởi mở của Tổng thống Nga về đàm phán với Ukraine, tuyên bố sẵn sàng đứng ra tổ chức hòa đàm. Mọi cuộc đàm phán cần diễn ra vô điều kiện và bình đẳng, Chúng tôi ủng hộ nền hòa bình công bằng lâu dài và dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời sẵn sàng làm nơi tổ chức các cuộc hòa đàm với tư cách Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết. Ông Nehammer nêu đề xuất về hòa đàm Nga-Ukraine trùng dịp kỷ niệm 10 năm OSCE làm trung gian đàm phán cho thỏa thuận Minsk, trong đó vạch ra lộ trình chấm dứt chiến tranh giữa Kyiv và hai tỉnh ly khai ở vùng Donbass. Nga trên lý thuyết vẫn là thành viên OSCE dù đã tạm ngưng mọi hoạt động trong khuôn khổ hội đồng nghị viện của tổ chức này từ tháng 7. Những bất cập vi phạm của các bên trong thực thi thỏa thuận Minsk được xem là một trong những nguyên nhân châm ngòi chiến sự Nga-Ukraine năm 2022. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel từng thừa nhận thỏa thuận Minsk năm 2014 thực chất đã giúp Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga lãnh đạo Nga và Ukraine chưa phản hồi về đề xuất của Thủ tướng Áo Nehammer. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với Kiev. Ông nói rằng Ukraine tự rút khỏi bàn đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, do đó mọi nỗ lực hòa đàm cần dựa trên những văn kiện từng được hai phía trao đổi. Tổng thống Putin bổ sung rằng Nga sẵn sàng đối thoại với đại diện hợp pháp của Ukraine, đồng thời ủng hộ Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ làm trung gian đàm phán vì lãnh đạo những nước này chân thành mong muốn thấu hiểu tình hình. Nga-Ukraine hồi tháng 3 năm 2022 tiến hành đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt chiến sự. Tổng thống Mỹ tiết lộ Kyiv đã đồng ý không yêu cầu Moscow rút quân khỏi bán đảo Crimea ở giai đoạn 1 của tiến trình hòa bình. Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky cũng dự kiến đàm phán trực tiếp về các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát trong giai đoạn 2. Hai bên dường như đã đạt được dự thảo thỏa thuận, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định chấm dứt đàm phán sau khi lực lượng Nga bị cáo buộc gây ra thảm sát ở thị trấn Bucha, ngoại ô Theo dự thảo thỏa thuận được Tổng thống Putin công khai sau đó, Nga đồng ý rút quân với điều kiện Ukraine phải tự hạn chế năng lực quốc phòng. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây cho biết Mỹ đang chuẩn bị cung cấp hỏa tiễn hành trình không đối đất tầm xa AGM-158 Jasm cho Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ mới, dự kiến được chuyển giao trong những tuần tới. Jasm tiên tiến hơn bất kỳ loại hỏa tiễn hành trình nào có trong kho vũ khí của Ukraine, được cho là sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của Kyiv, mở rộng đáng kể số lượng mục tiêu ưu tiên cao mà Ukraine có thể tấn công sâu ở phía sau phòng tuyến của đối phương. Báo cáo này phù hợp với thông tin mà một sĩ quan cấp cao của Ukraine đưa ra hồi tháng 8 cho biết, chiến đấu cơ F-16 mà Kyiv tiếp nhận sắp được tích hợp hỏa tiễn tầm xa tiên tiến với tầm bắn từ 300 đến 500 km. Bên cạnh nhiệm vụ phòng không, loại hỏa tiễn này có thể cho phép các phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng ở Nga từ khoảng cách an toàn. Hiện tại, không quân Ukraine sử dụng các loại hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và Scarp EG có tính năng gần giống nhau do Anh và Pháp cung cấp, làm phương tiện chính để tấn công từ trên không. Cả hai loại này đều được bắn từ máy bay chiến đấu số 24 Pfizer của Ukraine. Ngoài hỏa tiễn đạn đạo Atacms do Mỹ tài trợ và hỏa tiễn hành trình Neptune do Ukraine tự phát triển, những vũ khí trên đại diện cho khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác cao của Ukraine. Jasperm có hiệu suất hoạt động tương tự như Storm Shadow và scap EG, nhưng có khả năng sống sót cao hơn, mức độ tàng hình ưu việt hơn, giúp nó có thể luồn lách qua các mạng lưới phòng không tiên tiến. Nhìn chung với Jasperm, Ukraine sẽ có hỏa tiễn tiên tiến hơn với khả năng sống sót cao hơn để thâm nhập sâu vào mạng lưới phòng không của Nga, bao phủ miền đông Ukraine và bán đảo Crimea. Với một số lượng hỏa tiễn Trasom trong kho, Mỹ có thể cung cấp một cách ổn định cho Ukraine. Khi được cung cấp hỏa tiễn Trasom, Ukraine sẽ có vũ khí phòng thủ tiên tiến phóng từ trên không, không bị giới hạn về nguồn cung. Hỏa tiễn này có khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng không tốt nhất. Đây sẽ là vấn đề lớn đối với Nga, đặc biệt khi nói đến các mục tiêu quan trọng ở Crimea, cũng như căn cứ quân sự, địa điểm lưu trữ, băng ke chỉ huy, trung tâm huấn luyện của Nga ở Ukraine. Chúng thậm chí có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu nhạy cảm hơn trong một số trường hợp nhất định cho đến thời điểm hiện tại chính phủ mỹ vẫn chưa cho phép ukraine sử dụng vũ khí phòng thủ tiên tiến do nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga nếu điều này thay đổi trassum sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không vốn đang bị quá tải của moscow mối lo ngại lớn đối với mỹ khi trassum được sử dụng trong cuộc chiến nga ukraine là công nghệ bí mật của hỏa tiễn bị lộ ngoài cảm biến và thiết bị điện tử khung hỏa tiễn đặc biệt là các tính năng thiết kế rất khó quan sát cũng như những vật liệu đi kèm có thể bị đối phương nắm bắt Shastom đã từng được sử dụng trong chiến đấu và một số mảnh vỡ của hỏa tiễn có thể đã bị các cơ quan tình báo nước ngoài khai thác. Tuy nhiên, những trường hợp này rất hạn chế và chỉ ở những khu vực mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận được. Chuyển sang một diễn biến khác, thưa quý vị, giám đốc điều hành của công ty mẹ N Plus Group, Vladimir Kolmogorov cho biết, dự án Nga Trung nhằm phát triển mỏ than Zasulen lớn nhất ở Transbaikalia đã không được cấp vốn do các hạn chế của Trung Quốc trong thanh toán xuyên biên giới với Nga. Cả họ và chúng tôi đều có kinh nghiệm, vì vậy nhiệm vụ mà diễn đàn này phải đối mặt là tiếp tục thảo luận về dự án này và cố gắng đẩy nhanh và giải quyết tất cả các vấn đề của ngày hôm nay. Tất nhiên, chúng tồn tại và liên quan đến tài chính, cũng như hạn chế sử dụng các nguồn tài chính, Komogorov nói. Theo ông, những hạn chế này liên quan đến lệnh trừng phạt chống lại Nga và các đối tác Trung Quốc lo ngại vấn đề sẽ không được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, Komogorov coi tình hình hiện tại là có thể vượt qua và hy vọng sẽ tiếp tục phát triển dự án cùng với các đối tác Trung Quốc. Giấy phép khai thác mỏ Zasun-Lyskoya được cấp vào năm 2014 các đối tác Trung Quốc do tập đoàn Shenhua này là China Energy đại diện gọi dự án có trữ lượng công nghiệp ước tính khoảng 742 triệu tấn là một bước quan trọng trong việc thực hiện lộ trình hợp tác Trung Nga trong lĩnh vực than đá. Tuy nhiên, giá than nhiệt giảm đã làm giảm sự quan tâm của của các công ty Trung Quốc trong việc hợp tác như vậy. Do đó, việc phát triển mỏ Zasulanskaya đã bị tạm dừng cho đến khi các chủ sở hữu tiếp tục quá trình phê duyệt tài liệu dự án vào năm 2021. Vào tháng 4 năm nay, tập đoàn M+ thông báo rằng họ có kế hoạch phân bổ 50 tỷ rúp cho dự án phát triển mỏ than Gasulan. Những khoản tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng mỏ than, cơ sở hạ tầng và đường cao tốc, xây dựng nhà ga đường sắt tư nhân Giselen, Ugonaya cũng như mua máy móc và thiết bị. Thưa quý vị, Lãnh đạo cơ quan nội vụ bang Bavaria Joachim Hermann hôm nay cho biết, năm sĩ quan cảnh sát phát hiện một người đàn ông mang súng trường gần lãnh sự quán Israel và trung tâm tư liệu về phát xít ở thành phố Munich. Hai bên đấu súng trước khi nghi phạm bị bắn chết. Danh tính về động cơ của nghi phạm chưa được công bố. Ông Herman nhận định vụ tấn công có thể liên quan lãnh sự quán Israel, trung tâm tư liệu về Đức Quốc xã và tòa nhà trung tâm quan hệ xuyên đại thế Dương của bang Bavaria, nơi tổ chức các buổi triển lãm và chương trình về quan hệ Mỹ-Đức. Lãnh sự quán Israel lúc đó đang đóng cửa để tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố Olympic Munich năm 1972. Lãnh sự Israel Talia Lado cảm ơn cảnh sát thành phố đã phản ứng nhanh chóng, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy nguy hiểm của tư tưởng bài Do Thái. Lực lượng an ninh Đức đã phong tỏa khu vực và chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy có nghi phạm khác. Tuy nhiên, người dân thành phố được khuyến cáo hạn chế đến khu vực, còn người dân quanh hiện trường được yêu cầu không ra đường. Thành phố Munich cũng nâng mức cảnh báo an ninh tại các thánh đường Do Thái địa phương. Cảnh sát cho biết đang nỗ lực làm rõ tình hình, kêu gọi người dân không đưa ra phỏng đoán hay lan truyền hình ảnh sự việc trên mạng xã hội. Vụ đấu súng xảy ra trùng ngày kỷ niệm 52 năm thảm kịch khủng bố Olympic Munich khi một nhóm tay súng Palestine tấn công và bắt cóc các vận động viên Israel khiến 12 người thiệt mạng. Chuyển sang một số thông tin khác trên thế giới, Bộ trưởng Văn hóa Italy San Giuliano nộp đơn xin từ chức sau khi vướng bê bối ngoại tình, nhưng bị Thủ tướng Giorgia Meloni từ chối. Sau khi sự việc bị phanh phui, điều đầu tiên tôi nói với Thủ tướng Meloni là tôi sẵn sàng từ chức, nhưng bà ấy bảo tôi tiếp tục nhiệm vụ. Còn người đầu tiên tôi phải xin lỗi là vợ tôi. Tôi cũng xin lỗi Thủ tướng khi tôi đã làm xấu mặt bà và chính phủ. Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sanguiliano nói. Tháng trước, dư luận Italy rúng động sau khi một phụ nữ tên Maria Rosaria Bocchia bắt đầu đăng lên mạng xã hội ảnh chụp chung, vé máy bay chung và email trò chuyện cùng Bộ trưởng Sanguiliano. Bà Bocchia công bố lạc ảnh sau khi Bộ Văn hóa phủ nhận tuyển bà làm cố vấn đặc biệt. Hành động này buộc ông Sanguiliano phải thừa nhận đã ngoại tình với bà Bocchia từ tháng 5. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Sanguiliano cho biết đã chấm dứt mối quan hệ này vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, đồng thời cung cấp sao kê ngân hàng để chứng minh ông tự bỏ tiền túi để đi cùng bà bokia thay vì dùng ngân sách nhà nước. Ông cũng khẳng định nhân tình không được tiếp cận các tài liệu mật. Các đảng phái đối lập yêu cầu Thủ tướng Giorgia Meloni cách chức ông Sangioliano Alessandro Zan, thành viên đảng Dân Chủ Trung tả cho biết vụ bê bối đặt câu hỏi về uy tín của chính phủ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.